าเฟ่ตะกันนี่กับบันđây là cà phê tay canh trồng trên với mì này. Mì rất là đẹp này, cá hư hết rồi. Đó. Cà phê này, chuối này. trồng trên với chuối luôn. Chú. Mì đẹp quá thế này, làm sao cà lên được này, cà này.Đó, mình vừa mới phun amino với kết hợp với humic chưa, giờ cà suy siêu phết cỏ sùm rất là đẹp, cỏ rất đẹp chưa chưa chưa, mì quá đẹpmì này mì trồng trên với cà phê đây đây là cà phê của hàng xóm này, cỏ sạch tưng này, không có cỏ này. Đó. Sạch tưng luônCòn cà phê của nhà mình này, mình vừa mới tái canh, có sùm luôn này. Đây là cà phê TRF1 này, trồng sen với mì này.Đó, mì rất đẹp, rất cao. Đây là vườn của cả hàng xóm này. Rất nhiều trái. Không có cỏ luôn, sạch tưng luôn này. Đó.Rất đẹp. Còn đây là vườn nhà mình này, nào là chuối, mì, chen canh với cà phê này, cỏ sùm, rất nhiều cỏ này. Không biết chú nó đi đâu rồi, giờ cỏ nó nhiều quá này.Đây là giống TRF1 nhé các bạn. Đó, TRF1 của viện Ecomat này. Đây là tái canh cà phê. Đó, vừa mới tái canh ấy. Là nhà nước cho không á. Nhà nước cho giống. Còn mình tái canh này. Đó, đây là TRF1 nhé các bạn. Đó. Còn cái này là trồng sen với chuối này.À, chuối này, chuối ở đây đất sâu quá rồi, không lên nổi đồ. Đó, còn mì thì cao luôn, mì thì quá đẹp luôn. Đây, cà phê đây. Đó, mì rất cao, rất đẹp. Hôm nay mình mới đi phun amino với là humic này.Phun cho cà phê này. Hôm nay mình mới đi thăm vườn mà coi như là cỏ sùm luôn. Chắc mai mốt đi phát thôi. Thế này cỏ nhiều quá này. Đó. Đây là mì này, cây mì đấy. Hay còn gọi là cây săn đấy. Rất đẹp. Ui giời. Trồng sen với cà phê mà đẹp quá luôn. Đó.Thân cây nó rất to này. Đó.